បើសិនបើយើងអត់មានឧបករណ៍ The young configure to the Mikrotik router no. Network simulation young act to ban. Back him so nine norm on piece of wear mui. Damien chumuta GNS3 ban. Software GNS3 which is a prepared network simulation ban. Which is network simulation. Network simulation ni kui yung ai thu viban chan GNS3 ni mon tram tai ai dam laung Mikrotik router nu khong nong ban ni ai dam laung router Cisco switch Cisco nung product same same tiet ban chou te khong kam vithi GNS3 nong ba anchang requirement robos yeung dam bai yeung ai install Mikrotik ba dam bai install Mikrotik into GNS3 ba yeung mean requirement kla ba ti muoy yeung trou ka software GNS3 ba ti pi yeung trou ka software GNS3 VM ba ti 3 yeung trou ka software VMware ba anchang som bjeak antay tha software GNS3 nang software GNS3 VM keu trou tae mien version doich khnie pi nang na ba pi nang trou tae mien version doich khnie anchang damrou ka yeung mien ត្រូវការ 3 software ហ្នឹងដើម្បី ដំណើរការ install Mikrotik router ទៅកាន់ software GNS3 បានបាទហើយនឹង មួយទៀតបាទមានមួយទៀត យើងត្រូវការ software បើន័យថា software ឬក៏ មិនមែនជា software ទេ គឺជា image Mikrotik បាទ cloud host router បាទយើងត្រូវការ image របស់ Mikrotik cloud host router យកមក import ចូលទៅក្នុង GNS3 បាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចូលទៅកាន់ website របស់ GNS3 ដើម្បីធ្វើការ download GNS3 និង GNS3 VM បាទសម្រាប់ software VMware គឺខ្ញុំមានរួចហើយបាទខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយគឺ VMware Workstation Pro ដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់បាទអូខេហើយយើងនឹងទៅ download Mikrotik នេះតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ website បាទបើក web browser មកខ្ញុំចូលទៅ gns3.com បាទដើម្បី download software នៅក្នុង GNS3 នេះបានតោះតែយើង log in ជាមុនសិនបាទបើសិនជាយើងអត់ទាន់មាន account យើងទៅ create account ទៅពីព្រោះការ create account នេះគឺ free ទេហើយការ download software GNS3 នេះទៀតក៏ free ដែរបាទ free ដូចគ្នាបាទ free ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ free download បាទយើងឃើញថា នៅពេលដែលយើងចុច free download វានឹង link មកឲ្យ កន្លែង download ប៉ុន្តែ operating system របស់យើងប្រើ Windows យើងយក កន្លែង download នេះយកអា Windows platform ទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ GNS3 software ទៅតាម platform ផ្សេងៗដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ download ពីពួកខ្ញុំប្រើប្រាស់ Windows សូមបញ្ជាក់ថា version របស់ GNS3 គឺ version 2.2.49 បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹង GNS3 VM ក៏ត្រូវតែ version ដូចគ្នាដែរបើសិនជា version ខុសគ្នាគឺ 2 នេះមិនអាច integrate ជាមួយគ្នាបានទេបាទសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងផងណា
Chúng em download GNS3 này mà. Và vì nâng thuốc cả download software GNS3. Khiêm bắt tới cả download GNS3 VM được này. Và nhầm xong này bà này chúng nhưng chặt tờ link download GNS3 VM bà đưa sang các nhóm para VM về chúng các nhóm download dọc a platform VM về bổ sung trên nền tảng của para virtual box use virtual box tới và ESX dù ESX tới các nhóm para VM về chúng các nhóm download VM về xong bây giờ khi nào về version của anh đôi khi này đấy pi chốt size bấm buồn chúng tôi tay vô đôi khi này bà tôi tay vô đôi khi này chúng về download GNS3 chọc hỏi chúng về tôi download GNS3 VM và to tiệt bà về download GNS3 VM và to tiệt ok không cầm long pe rung chạm GNS3 VM download xong châu tôi cần installation robot GNS3 bà em châu tôi cần installation robot GNS3 bà ok chúng ta cho cái lệnh open file này các bạn chúng open folder tôi cần download folder món các bạn này mùi nào các bạn chẳng có trong xong thưa cả double click này cái lại này đồng bày install software nóng tâm mong tới và dương ai còn tại thua tam cả này nóm double screen nóng tới cứ bà này bà cho nhóm xong tờ lẹ này cho một khổ mà bà ok nhưng cho next bà next là hold bà dương ở trong mặt thuê tế dương next là hột máu dương còn đang make sure tha dương install win p cap này đài và un p cap nâng win p cap dương ai install nâng lịch này bộ hai đấy ban chi dương thời ca nâng là sai vì chi ai tha chi driver đồng bởi dương ai communicate cho mùi nâng một sân đồ bởi dưỡng bàn và hình cho next máu và dưỡng rộng trăm vì install job thức và vì install mình chỉ dụ bởi màn đi và chỉ bay buồn ở tí đề và cho next máu vin bị kẹp nắng mà install máu đưa sang nhóm pra antivirus chẳng vì trời xua nhóm chọc don remind màu tác nhóm chọc allow all và chọc allow all máu đưa sang dương trời ca pra vì bà agree thiệt máu và chân đi cứ chỉ software đại dương trời cả và dương trời cả dương cầm bông tái install GNS3 này anh ấy dương ngọt bạch install đi dương vô từ import cho từ khả nông cầm vị trí viêm về tại mà đoàn và chân tiết cái nhóm import về mà chẳng mươi về download chọc nữa và ok về download chọc ấy và chẳng dương install này sân mà install này ở dưới rồi đoàn sân tức và chăm dương từ chặt chay nhà chăm dương từ chặt chay nhà GNS3 vì âm tam cao ý bà cho nên complete đấy và next finish và vì nâng thuê ca download Wireshark chăm phố Wireshark này thì nhận tổng hồn này ăn thích bà nâng bây giờ dương install là mạnh mạnh nhé và bởi sân bỏ trong install VT tại bởi sân chỉ trong pra cảm vị thi Wireshark đấy khiếp default rồi bỏ cảm vị thi install GNS3 nâng tư vì bố Wireshark vì màu chùm mùi nâng GNS3 đài Wireshark
cứ chỉ cam vị thị mũi đài dương ad capture packet nơi con ông bật đài network bởi dương bàn nhớ vị trí packet analyzer software mũi đài mình chỉ trong này bị tràn thế đọc vị nhật tí tiết và trong cả download mà download chậm hay vì chậm làm install bật to tiệt sắp chạm đặt tới mà này chụp làm bật to thiệt hay và chất chào vậy ok khi mà allow all tiết okay installation completed successfully complete mơ là cái này phong chúng cá vì đã ăn successful ấy mình đã error ấy mùi ấy chẳng complete mơ là mệt xây phong mấy xong một con chẳng xong mơ bật to tiết chất nịch máu và cái này này sau là vinh cứ dương ọt trời cả vì thế chất nấu và dương ai start GNS3 tầm môn cậu bán dương pending tốc cái lại năng sân và rưu có dương đó thích những cháu là dương chạy phí này chăm dương start GNS3 software tạm cáo nâng bây là dương thứ import GNS3 VM rồi và chương nước nông software đại dương download GNS3 VM dùng download trên chia zip chương như xong ba zip nâng máu cứ miền file mùi và dùng extract trên bị zip máu và dùng cho file này từ import nước nông VM về và dùng cho file nâng mình men cho file zip này thế và mình cho file zip này thế cứ dùng cho file mùi này từ import chúng khi ba cam vị thi viêm vẻ máu chật từ lửa hốm và nơi con cam vị thi viêm vẻ bậc nhóm cứ miền Windows Server ấy chỉ đàm nhưng mà xa nhóm miền đồ chỉ sạch chúng chật từ lửa hốm hay dục open a virtual machine mà dùng chật open máu và nơi con download mà nhé bà download mà trong download dương miền GNS3 VM.ova và chân nhân cho open máu và hay cho import và nó phải để cho import thì tiết là GNS3 VM này viên nâng tật châu tật trong list này mùi đài và việc của bông tại import châu lại và mình chỉ dự tế ok, chúng GNS3 VM trở bàn import cho hai, dùng bỏ máu cam vị thí GNS3 VM ở GNS3 bởi dương vinh dùng ba cam vị thí năng máu và open xâm trăm tích về năng bà cầm vị thi GNS3 năng màu bà ok nó bây đại dương bà cầm vị thi nâng cái miền trầm rực ở dương trong cả rắn GNS3 chứ thôi mà đá bà sân bà dương ọt trừ ca install Mikrotik rưu cầu install router ếp xin tế dương thử ca router Cisco switch Cisco thòm đá dương
I run នៅ លើ local ban អញ្ចឹង I run នៅ លើ local ban ពីព្រោះ នៅ លើ local វា សរសេរ ឲ្យ វា ថា limit number of appliances អញ្ចឹង យើង អត់ អាច install appliance ban ច្រើន ទេ យើង អាច អត់ អាច install Mikrotik យើង អត់ អាច install firewall ឯ ban ច្រើន ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ប៉ុន្តែ បើ យើង run ជា VM បានន័យថា software GNS3 បូក ជាមួយ នឹង VM កាលណា យើង បូក ជាមួយ នឹង VM គឺ វា អាច មាន appliance ផ្សេងៗ ដូចជា Mikrotik ឬក៏ firewall ផ្សេងៗ អាច install មក ប្រើប្រាស់ នៅក្នុង GNS3 បាន ណា អញ្ចឹង ដោយសារ យើង មាន VM ហើយ យើង យក VM ទៅ បាទ យើង យក GNS3 VM select យក លើ ហើយ ចុច next bà hồi hỏi cho nịch tiệt mà bà hãy nịch tiệt bà nịch cứ chia GNS3 VM đại dương ban import châu từ khăn ống cầm vị thi VM VM bánh mạnh nị bà chẳng nịch chỉ chung mù hãy cho nịch mà dương bà VM VM mình mèn vừa chụp bọc thế nó vì auto ấy ná vì auto với recommend nịch hãy vì rung chấm connecting bà chúng vì tập auto bar GNS3 VM này tạm rồi vì auto bar luôn anh để khi một bàn chất bạc thì cứ vì run luôn anh tạm đong được bây giờ chốt finish ở mình và đấy vì cập phong tài loading GNS3 VM và GNS3 VM phong là loading mà hay và nhưng khi lại ní vì cập phong tài load tài load toàn chậm và lấy vì loading chậm mà loading chậm và hình vẽ này cho cùng nhưng khi miền button green tiếng local PC được nhóm năng GNS3 VM vì green từng pí bạn thì vì chụp chơi không cả run và chụp chơi không cả run chẳng cho finish mà và step tiếp theo cứ dùng từ install Mikrotik router và dùng từ install Mikrotik router cho nên bây giờ dùng trong install Mikrotik router cho lại này máu và hãy cho new templates và new template này máu hãy cho dùng select chữ dọ tìm mùi nắng và tìm mùi khăn lửa nắng install appliance và cho nét mà radio router và radio router làm cơ cho khổm vô router nam mùi của bạn này và nam mùi của bạn này nhưng cho thả một phây đậm mùi đi cho mà nhưng cho lơ router một phây đậm mùi hay nhưng cho nét sorry nhưng cho install và nhưng cho install hay nhưng cho nét và hai nhóm chọn next và nơi cái này cứ miền version bấm pal chọn bấm bài image để dùng thử cả chẳng bấm pal chọn bấm bài image này cứ dùng tự download nhưng select lơ image bấm pal chọn bấy hay chọn lơ link download này máu sorry button download viên đang tự direct download software ở dùng và tự direct download software ở dùng nơi khnóng website Mikrotik và website Mikrotik chúng ta bị dùng download hay dùng cho open và vì download chi file zip thì phần này ở đây để dùng thời ca vô vì một prá cứ nơi không file zip nâng chân dùng extract vì màu và dùng extract vì màu file mùi nịa để dùng thời ca img chân dùng bộ màu cam vị trí GNS3 vinh và cho ok màu và những chất import và file mình cứ nơi không download đồng cơ cho khổ này CHR cloud host router version 7.7 cho open mà và viên nâng install Mikrotik bà này bà này ready to install cho những chất lơ ready to install hay cho next và cho next hi yes hi finish hi ok nú dương ban Mikrotik router mà có dùng mà prapra nè dùng mà prapra ok chốt xong rap switch dương ở toàn miền nơi khăn ông dương miền tại switch thông mà đá tế và dương miền switch thông mà đá
dương ọt miền manage switch nè lại thì chân xâm rạp manage switch cứ nè tầm ọc này ách mưu video nhầm cà lòng máu dương ách install switch bàn bạn xâm rạp video này cứ nhầm còn tại bằng hai nhầm bị rục bíp này cả install Mikrotik router nơi khnông GNS3 và chúng xâm rạp video mùi tiết khi nhóm nâng bằng hàng âm bì rộp biếp pra và mai có thể đào thờ này chúng mùi nâng computer bò dương mạng tên đại dương miên cam bì thi viên bọc nè và dương miên cam thi viên bọc nè dương ai remote tự cắn mai có thể đào thờ nè tay mặt đồ và chúng xâm rạp video bật tốt tiết cứ khi nhóm nâng bằng hàng âm bì rộp biếp pra chúng xem rap video installation Mikrotik router tập bàn mình chậm và chỉ thay một lần tiết xong một chiếc thà đam bay install Mikrotik nơi lưu trên sri ban đam rồi cả cứ miễn bốn đi và cứ miễn bốn đi ok xong một con bạn.